Tiếp tục đây, mở. Úi, ra luôn Pikachu sáng luôn này, Raichu sáng luôn này, xác nhận luôn này. Ui, ra luôn cả Snorlax sáng luôn này các bạn ơi. Quá ngon các bạn ạ. Ừ, được đấy. Đỉnh của chóp luôn các bạn ơi. Rồi, tiếp tục em gì đây? DNC. Tiếp tục. Ui, ra luôn cả Gengar sáng này các bạn. Thế này thì không chơi hơi phí các bạn nhá. Tiếp tục. Ui, ra luôn cả em Gyarados sáng luôn này. Xin chào các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Linh Andy đây. Và ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục bước sang ngày thứ 2 của một anh nông dân trăm cày nhá. Trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để có thể đi triệu hồi được Pokemon SSR, cũng như là mở một cái dương SR nhá. Thì như các bạn có thể thấy ở trong túi của mình đây thì có 10 xu cầu vồng. Đấy, các bạn thấy nhanh không? Và 10 xu này chúng ta hoàn toàn có thể đi triệu hồi và có cơ hội để sở hữu được em Pokemon SSR nhá. Còn nếu không thì cũng là toàn SR thôi. Quá ngon cho anh em nông dân ở giai đoạn đầu game rồi đúng không? Đây, và trong phần Pokemon của mình cho các bạn xem, hiện tại mình cũng đã sở hữu được thêm một em Pokemon SR nữa, đó chính là em Tapu Koko. Thì ngày hôm qua, tối hôm qua đấy, mình triệu hồi X1 thì nó ra thôi. Còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để kiếm được cái xu cầu vồng nhá. Thì các bạn đọc ở đây này, nó đã hướng dẫn hết các bạn rồi. Cái nguồn của nó có thể kiếm là ở đại lục Pokemon này. Đây, đại lục Pokemon đây các bạn nhá. Đây, đại lục Pokemon, ấn vào cái hình con thuyền đấy. Và ra đại lục Pokemon thì các bạn mở cái dương vàng ấy, cái dương màu vàng ấy, là có cơ hội sở hữu được cái xu cầu vồng đấy. Ngày hôm qua mình đi 2 phát thì cũng được 1-2 cái gì đấy, quá hên luôn các bạn ạ. Còn một cái nữa, đó chính là ở trong shop này này các bạn ơi. Các bạn ấn xuống phần shop toàn server thì ngày hôm qua mình đã dặn rồi, đó chính là chờ đến đúng 9 giờ tối thì các bạn nhớ vào đây để mua nhá. Ngày hôm qua mình hơi bị nhanh tay luôn, mình mua được mấy cái liền ấy. Tiếp theo nữa, ở trong túi của mình thì cũng có sở hữu luôn một cái dương SR rồi. Và với 40 mảnh này thì mình có thể triệu hồi thêm một em SR nữa. Thì để nhận được cái dương này thì hôm qua mình cũng đã nói rồi, đó chính là các bạn làm cái nhiệm vụ tiêu vàng. Tiêu 1 triệu vàng là các bạn sẽ có 40 mảnh nhá. Ok luôn. Thế thì bây giờ chúng ta cùng vào quay trứng trước nhá. Các bạn hãy quay trứng trước, và mình khuyên các bạn là quay ở cái phần SR này, đừng có quay cái Pokemon sáng này làm gì các bạn ạ. Cứ quay với SR này, bởi vì giai đoạn đầu game, đặc biệt là nông dân, thì cần sở hữu nhiều Pokemon một chút. Ok, xong tí nữa nếu mà ra con nào ngon ngon thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nâng cấp nó cực kỳ nhanh, tăng lực chiến cực kỳ nhiều các bạn nhé. Ok, bây giờ có 10 phát là all in luôn các bạn nhé. Ước gì ra em Mewtwo thì quá ngon luôn các bạn ạ. Ok, câu chơi khấn phát nào. X10 luôn, buổi sáng luôn nào. Wow, có 300% ra SR. Ui, triệu hồi như thế này không có tí SR nào thế này thì chết dở rồi các bạn ơi. Tiếp tục đây, mở. Úi, ra luôn Pikachu sáng luôn này, Raichu sáng luôn này, xác nhận luôn này. Ui, ra luôn cả Snorlax sáng luôn này các bạn ơi. Quá ngon các bạn ạ. Ừ, được đấy. Đỉnh của chóp luôn các bạn ơi. Rồi, tiếp tục em gì đây? DNC. Tiếp tục. Ui, ra luôn cả Gengar sáng này các bạn. Thế này thì không chơi hơi phí các bạn nhá. Tiếp tục. Ui, ra luôn cả em Gyarados sáng luôn này. Ui, quá nhiều em sáng luôn các bạn ơi. Ra em nào xịn xịn nữa đi. Ui, lại Raichu. Tiếp tục. Tapu Blue các bạn ơi, nhưng mà không sáng. Tiếp tục phần nữa nào. Ra gì đây? Dragonite luôn. Quá ngon các bạn ơi. Lại có cái để tăng skill rồi, up bản năng rồi. Phát cuối cùng ra gì? Ui, Tapu Koko, ngon luôn các bạn ơi. Thế này thì lại phải cho các em này vào đội hình rồi. Nào là Gyarados này, Gengar này, Snorlax này. Quá ngon luôn. Đấy, xác nhận nhá. Như vậy là mình đã sở hữu một dàn Pokemon cực kỳ ngầu rồi. Đưa vào xem nào. Ui dồi ôi các bạn ơi, một pha triệu hồi quá đẳng cấp luôn các bạn nhá. Wow, có em Snorlax thủ rồi thì tha hồ mà chơi luôn này. Để mình chơi thử em này xem nhá. Để xem em Gengar xem nào. Wow, lần này mình sẽ chơi em Gengar cho các bạn nhé, bởi vì nó lên sáng rồi. Em này cũng hoàn toàn có thể lên Mega được. Late game chơi cực kỳ ok. Các bạn biết tại sao không? Các bạn để ý vào cái phần công tuyệt kỹ cũng như là tốc độ của em nó nhá. Gengar là một trong những em mà có công cao và tốc độ nhanh. Tốc độ nhanh thì các bạn sẽ được đánh trước đấy. Ui, quá ngon luôn. Tí nữa mình sẽ vào sắp xếp lại đội hình các bạn nha.
Bây giờ chắc chắn là mấy em như kiểu là Charizard này, rồi thì Blastoise, rồi thì Raichu là cho ra rìa hết các bạn ơi. Phải cho ngay Gengar, Snorlax này này, rồi thì Gyarados vào team thôi các bạn ơi. Cực kỳ ngầu luôn rồi. Tiếp theo, mình sẽ vào mở dương SR. Dương này thì mình sẽ mở lấy em Mew nhá. Đây, dùng Mew của mình đâu, 40 mảnh ấy. 40 mảnh Mew thì hy vọng mà ra được em Mew nó phát sáng. Phát sáng không? Ghép luôn nhá. Xác nhận. Phát sáng đi. Ui giời, không sáng thế này thì hơi chán các bạn ạ. Thôi, nếu mà không sáng thì mình sẽ chơi Snorlax các bạn nhá. Hồ, ít ra cho đội hình nó cũng phải khác biệt tí chứ, đúng không? Xếp hạng quay trứng này, hoàn trả quay trứng này, hoàn trả quay trứng này. Đấy, trả lại cho các bạn một ít ít, thế là ngon rồi. Thêm 10 lần nữa là có thể được 2 xu cầu vồng nhá. Thì các bạn nhớ chưa, là buổi tối hãy vào đây canh cái shop server này nhá, toàn server này để mua nhá. Ok chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào triệu hồi thêm X1 phát nữa đi. Biết đâu ra em Pokemon SR gì đó ngon ngon thì sao. Ui dồi, ra R à? R là ra làm gì đây? Ui giời. Ok, không sao. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi nâng cấp các bạn ơi. Quá ngon đây. Rồi, hiện tại thì mình vẫn để dành hai cái Ditto để có thể làm cái nhiệm vụ là nâng Pokemon lên 3 sao, sau đó thu hồi để lấy những cái vật phẩm nhá. Đầu tiên là chúng ta sẽ vào tăng sao này. Đấy, 1 này. À, ok này. Thiếu đá à? Thiếu đá thì mình dùng ở đây. Thiếu thuốc này. Nâng 1 sao này. Tiếp tục 2 sao này. 3 sao này. Ok, rồi bây giờ mình lại đi thu hồi các bạn nhé. Cứ cái vòng như vậy. Thu hồi cho vào đây. Đấy, xác nhận. Thu hồi. Xác nhận luôn. Đối với các em Pokemon giống nhau thì nó sẽ không được lặp lại đâu các bạn nhé. Khi mà các bạn nâng lên rồi, nó có tiểu sử rồi, thì nó có các cái con khác mà bạn chưa nâng mà bạn muốn nâng tiếp để nhận thêm cái thành tựu là không được đâu. Thank you.
Ok, như vậy là trong video ngày hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn làm thế nào để có thể sở hữu được một đội hình cực kỳ ngon, cực kỳ hoàn thiện trong ngày thứ hai nhé. Và tiếp theo khi mà các bạn đã sở hữu đội hình ok rồi thì lại tiếp tục đi vượt ải các kiểu con đà điểu thôi, không có gì cả, làm hoàn toàn hết các cái nhiệm vụ là có thể được trong ngày thứ hai nhé. Còn video của mình đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo, video ngày thứ ba của một anh nông dân trăm cày. Bye bye.